Nhân dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh phối hợp với huyện đoàn Chư Pả tổ chức chương trình Ngày Hội Thiếu Nhi Vui Hè Về cho khoảng 200 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Chư Đăng Gia. Tại chương trình, các em được tham gia các trò chơi như ghép hình, thuyết trình về các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích như phòng chống điện giật, tai nạn giao thông, phòng chống tai nạn đuối nước, đồng thời được trang bị thêm những kiến thức và một số kỹ năng tự bảo vệ mình nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích trẻ em. Tại chương trình, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã trao 10 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.